Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp. Và hôm nay ở video này thì xin phép được giới thiệu và chia sẻ đến mọi người một cái tác phẩm, đó chính là một chiếc bình tụ lọc, một chiếc bình tụ lọc nhé, sản phẩm được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Tác phẩm này thì được chế tác bốn cảnh trong bốn khung. Ở mỗi một cảnh là một loại cây, loại hoa biểu tượng một mùa xuân hạ thu đông. Em sẽ xin phép quay cái tác phẩm này cho mọi người cùng nhìn nhé. Tác phẩm này thì chúng ta sẽ bày trí ở phòng khách với mong muốn là thu hút tài lộc cho gia chủ. Ngoài ra thì đây là một cái vật phẩm trang trí rất là sang trọng và đẹp mắt như mọi người cũng đang hình dung và nhìn cái tác phẩm này. Bóng sáng, họa tiết độc đáo, rực rỡ và độ ánh vàng của cái vàng ở trên cái tác phẩm này. Và kích thước của tác phẩm này là cao 50 và đường kính bụng là 30. Đường kính bụng là 30 ạ. Em xin phép được giới thiệu qua cái sản phẩm này cho mọi người nhé. Thì như mọi người nhìn ở đây, dòng này là dòng sứ xuyên sáng ạ, sứ trắng xuyên sáng. Mọi người có thể nhìn thấy cái ánh sáng nó xuyên qua cái phần sứ này đấy ạ. Thì để tạo ra chiếc bình với chất sứ như thế này thì nguyên liệu làm nên sản phẩm sẽ phải làm từ nguyên liệu là đất sét trắng xương trong, không tạp chất và nung ở nhiệt độ 1300 độ C trong nhiều giờ đồng hồ thì sẽ cho ra cái loại sứ trắng tinh như đá. Cái màu trắng ở đây mọi người nhé, màu trắng ở trên cổ ạ, là cái màu bản thân của xương đất này đã thành sứ rồi. Bản thân của xương đất đã thành sứ rồi. Và đối với những sản phẩm này thì sản phẩm giá trị thủ công rất là cao nhé. Nung 2 lần lửa và vẽ tay 2 lần. Lần lửa đầu tiên là 1300 độ C khi đã vẽ toàn bộ họa tiết xanh đỏ vàng này lên và phủ một cái lớp men bóng ở bên ngoài, nung nhiệt độ 1300 độ C trong nhiều giờ đồng hồ. Và sau khi mà đã tạo thành một chiếc bình sứ rồi thì sản phẩm sẽ phải vẽ tay một lần nữa. Những cái họa tiết mà xanh đỏ vàng đều là vẽ tay rồi. Và sau khi đã tạo ra sản phẩm rồi thì vẽ tay một lần nữa ở bên ngoài men là vàng 24K ở thể trạng là nước. Sau đó nung lại ở nhiệt độ 800 độ C, cái vàng sẽ bám ở trên bình rất là chắc nhé. Bám chắc như là vàng mạ ở trên nhẫn ở trên đồng hồ ấy. Đấy. Em ví dụ như vậy để cho mọi người dễ hiểu hơn. Thì tác phẩm này như mọi người nhìn thấy đây, mẫu này là hình ảnh là cổ đồ tứ bình. Ở những cái món đồ cổ ngày xưa như là bình hoa này, bút này, lư đốt trầm này, giấy này, đấy, những cái món đồ cổ đồ nhé. Và trong mỗi một cái bình hoa thì lại có một loại hoa: hoa đào này, hoa phù dung, hoa sen và hoa cúc. Đây là bốn loại hoa biểu tượng bốn mùa xuân hạ thu đông. Đây bày trí cái tác phẩm này trong nhà thì rất là đẹp nhé. Đây là phần dưới đáy của bình ạ, phần dưới đáy đấy ạ, xương sứ trắng tinh như đá nhé. Đây là trên miệng ạ, trên miệng sẽ rất là trắng như thế này mọi người nhé. Em sẽ gõ thử âm thanh cho mọi người nghe cái chất sứ này. Riêng sứ của Bát Tràng thì rất là bóng và trong, bóng trong. Ở giờ thì em sẽ xin phép được quay cận vào tác phẩm để mọi người có cái nhìn rõ hơn. Và nếu như mọi người quan tâm đến sản phẩm, mọi người vui lòng liên hệ, gọi điện qua số điện thoại đang được gắn ở bên trên video để được tư vấn chi tiết nhất về sản phẩm. Và tất cả những sản phẩm này bên em đều giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn, không xứt mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Và mọi người có thể là nhấn theo dõi kênh để xem những cái sản phẩm em liên tục cập nhật lên bên trên kênh. Và mọi người truy cập vào kênh để xem những sản phẩm em đã làm thành video chi tiết để giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn về những cái sản phẩm. Và nếu như mọi người thấy video hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam. Giờ em xin phép được quay cận vào tác phẩm. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này.